Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Light Finance. Các bạn thân mến, khởi đầu của giao dịch Forex không đơn giản và dễ dàng như một số người vẫn nghĩ, bởi vì Forex là một thị trường lớn có nhiều rủi ro. Và một nghiên cứu cho thấy rằng khi mới bắt đầu tham gia, có đến 95% số nhà đầu tư sẽ thua lỗ. Họ thường bị lầm đường lạc lối trên những cạm bẫy của thị trường. Ở video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp những lỗi thường mắc phải của các trader trong giao dịch Forex. Hãy cùng theo dõi để biết là bạn có đang mắc phải những lỗi này hay không nhé. Lỗi thứ nhất, chưa lên kế hoạch đã vội vàng thực hiện giao dịch. Phải vào cuộc đua mới biết rằng khả năng của mình đến đâu. Bạn mới tham gia giao dịch Forex trong vài tuần đầu và bạn sẽ nhận ra những biến động của thị trường khó có thể dự đoán được. Nhưng đã đâm lao thì phải lao theo. Bạn bắt đầu cố gắng và nỗ lực kiếm tìm những cơ hội từ thị trường nhằm cứu vớt tài chính đang cạn kiệt của bạn. Tuy nhiên, có thể bạn vô tình lạc lối và mất phương hướng. Lâu dần, bạn lại quên mất mình đang làm gì. Không gì sợ hãi hơn khi bạn không định hình được bản thân mình muốn gì, làm gì và có kế hoạch ra sao. Đừng để bản thân lạc lõng giữa cả một thị trường rộng lớn và không biết mình nên về đâu. Vậy mới nói, ít nhiều bạn cũng phải có cho mình một bản kế hoạch không cụ thể, nhưng phải có hướng để đi, mục tiêu của bạn sẽ luôn theo kế hoạch mà bạn đưa ra. Lâu dần khi đầu tư vào Forex, bạn sẽ mong mỏi bản thân trở thành một nhà giao dịch tài giỏi và thu được lợi nhuận ổn định. Có được bản kế hoạch sẽ giúp bạn tập trung và theo dõi được quá trình giao dịch của mình. Bạn không phải hoảng loạn khi thị trường bất ổn. Bên cạnh đó, cảm xúc của bạn cũng đã phần nào tác động vào kết quả giao dịch và điều đó là một con dao cắt đứt con đường thành công của bạn. Không may mắn như những người khác, khi giao dịch và bạn để thua lỗ triền miên, bạn nóng lòng muốn bù lại khoản lỗ một cách nhanh chóng, bạn giao dịch với những khoản tiền lớn hơn trong khi bạn không giữ lại được một cái đầu lạnh. Thật tồi tệ, đây là một hướng đi sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ lấy được vốn cho mình. Hãy học cách chấp nhận những khoản lỗ ấy đi. Thay vì lao vào trả đũa những mất mát, thì bạn hãy nỗ lực và tập trung phân tích những gì sai trái để rút ra kinh nghiệm khắc phục lỗi cho lần giao dịch kế tiếp. Thứ hai, tiếp nối thua lỗ và việc giao dịch Forex không mang lại kỳ vọng. Theo những người giao dịch Forex đi trước cho thấy, nếu thua lỗ mà không chịu cắt lệnh sớm, cứ để giá chạy thì phần thua lỗ sẽ rất lớn. Nhiều người có suy nghĩ, giá rớt sau một thời gian nào đó, thị trường sẽ đảo chiều và sẽ tăng lại và cứ thế họ vẫn chờ đến khi giá tăng trở lại để khỏi phải thiệt hại. Đây là vấn đề tâm lý mà hầu hết ai cũng gặp phải. Đừng quá kỳ vọng vào những gì không thực tế, nhưng mục tiêu của bạn thì phải đảm bảo là thực tế. Nhiều người giao dịch Forex lâu năm vẫn cứ bị cháy tài khoản đó thôi. Dựa vào kỹ năng và kiến thức thôi thì vẫn chưa đủ, bạn cần có một chút may mắn thì mới dễ thắng lệnh. Vào thời điểm bắt đầu, bạn cần có những bước đi cụ thể và mục đích rõ ràng từng bước, từng giai đoạn. Tỷ phú, triệu phú hay những chính trị gia, đại đa số đều tham gia vào thị trường Forex. Thị trường này không phải là thiên đường, nó chứa nhiều rủi ro, tuy nhiên cũng đừng nên có cái nhìn bi quan, bởi vì nếu thị trường Forex không tốt thì đâu có nhiều nhà đầu tư thực hiện giao dịch mỗi ngày. Sẽ không có ai luôn may mắn, cũng không có ai luôn xui rủi. Điều quan trọng là bạn có biết nắm lấy cơ hội khi nó đến với mình hay không. Bằng cách nào đó, bạn hãy khẳng định bản thân mình để xem mình làm được đến đâu và đứng ở đâu trên thị trường này. Tiến thêm một bước nữa để trở thành một nhà đầu tư tài giỏi hơn. Chúc bạn có một ngày giao dịch thật hiệu quả. Còn bây giờ, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.